Hi các bạn, lại là mình Thanh đây. Trong video này á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một viên pin sạc dự phòng có dung lượng là 12.000 mAh. Trước giờ thì mình thường thường chia sẻ những viên pin có dung lượng là 10.000 hoặc là 20.000 đúng không? Cái viên pin này nó sẽ có dung lượng là 12.000 ha. Và trên tay mình đây là viên pin sạc dự phòng của Osen Airlock E36, một cái viên pin đến từ brand Osen. Với viên pin này thì các bạn sẽ có một cái thiết kế hoàn toàn bằng kim loại ha. Và nó có cái công suất sạc tối đa lên đến là 20W để các bạn sạc được cho những cái thiết bị iPhone hay là những thiết bị Android mà có hỗ trợ sạc nhanh. Với dung lượng 12.000 mAh thì cái dung lượng khả dụng nó sẽ được nâng lên. Thường thường dung lượng pin 10.000 thì dung lượng pin khả dụng nó đâu đó tầm khoảng cỡ 6.000 mấy đúng không? Đối với pin 12.000 này thì nó sẽ nâng lên đâu đó tầm khoảng cỡ 7.000 mấy. Thì các bạn sẽ sạc được cho cái thiết bị các bạn nhiều lần hơn. Điểm mình thích ở những cái thiết bị sạc dự phòng của Osen á là khi mà các bạn mua ha, là các bạn sẽ có một cái dây sạc chống gối nè. Ở đây thì mình thấy cái dây sạc này nó có cái độ dài khoảng 40 cm. Và cái độ hoàn thiện của dây sạc này nhìn rất là chất lượng nha. Có in logo của Osen nằm ở đây. Và có tặng kèm cho các bạn một cái chiếc túi để các bạn đựng sạc dự phòng. Đây, bỏ vô. Các bạn thấy hay không? Với viên pin giá cũng khá là rẻ thôi, chỉ hơn 300 tí thôi. Các bạn áp mã giá còn dưới 300 nữa. Mà có túi cho các bạn luôn, nhìn một cái brand làm sạc dự phòng và phụ kiện nhìn rất là chất lượng ha. Vỏ ngoài của cái viên pin này thì làm bằng chất liệu là hợp kim nhôm. Và ở phần mặt trên này á thì các bạn sẽ thấy có một cái phần nút nhắn và một cái cổng sạc là micro USB và cổng USB-C cũng giống như là hai cổng USB-A ha. Cạnh dưới thì các bạn sẽ có cho mình là những cái thông tin căn bản về dòng sạc cũng giống như là công suất, dung lượng pin ghi đầy đủ ở đây cho các bạn ha. Đối diện này thì in logo của Osen, đơn giản thôi, một cái thiết kế các bạn thấy ha, truyền thống quen thuộc nhưng mà nhìn rất là cứng kép và nó có cái gì đó rất là chắc chắn nha các bạn, nhìn rất là xịn sò. Nói một chút về cổng ga của viên pin này á thì nó có hai cổng sạc vào và ba cổng ga. Hai cổng sạc vào ở đây á là hai cái cổng micro USB nè và USB Type-C. Với hai cổng này á thì USB Type-C á nó sẽ cho công suất sạc vào được là 20W và cái cổng micro USB ở đây á thì nó sẽ cho công suất sạc vào được là 18W. Ở đây là công suất sạc tối đa mà cái củ sạc các bạn cung cấp được cho nó ha. Về công suất sạc ga thì đối với cổng USB-C này nó có cái đầu ga tối đa là 20W và hai cổng USB-A bên đây á thì nó sẽ có đầu ga là 18W. Vậy chi thì khi mà các bạn sử dụng cái viên pin này á, các bạn có thể là sạc được 3 thiết bị cùng một lúc. Tuy nhiên ha, khi mà các bạn sử dụng sạc dự phòng á thì mình cũng khuyên các bạn nên sạc cùng lúc là tối đa là 2 thiết bị thôi, đừng nên sạc nhiều. Tại vì những cái viên pin công suất khoảng 20W á, các bạn sạc 3 thiết bị thì nó chia dòng ga nó rất là thấp nên sạc nó cũng khá là chậm. Nhanh nhất là các bạn sẽ sạc là một cổng ha, thì nó sẽ cho cái dòng điện sạc ra nó nhanh hơn và nó ít hao trong quá trình mà nó chuyển đổi nữa, nên dùng nó sẽ được lâu hơn và bền hơn. Trọng lượng của viên pin này nè chỉ là 240g thôi, và cùng với những cái chứng chỉ an toàn mà nó có thì các bạn có thể là mang lên máy bay sử dụng vô tư. Và với Osen thì mình đã trải nghiệm nhiều viên pin rồi, cái build cũng giống như là khi mà các bạn sử dụng thì nó khá là tốt ha. Đối với viên pin này thì nó sẽ không có cái màn hình LED để hiển thị dung lượng pin, mà thay vào đó là nó sẽ sử dụng bốn cái phần bóng LED màu trắng ở đây. Mỗi bóng LED thì nó sẽ tương ứng với lại là 25% pin, và nó có một cái bóng LED màu xanh. Khi mà các bạn cắm sạc ở chế độ sạc nhanh thì nó sẽ hiển thị cho các bạn thấy là nó đang ở chế độ sạc nhanh. Đơn giản như vậy thôi các bạn, nhưng mà cũng đủ để các bạn xem được là dung lượng pin còn lại rồi. Và đây các bạn, mình sẽ sử dụng chính cái cọng dây sạc mà Osen họ tặng kèm luôn. Và cái dây sạc này thì cũng hỗ trợ sạc nhanh ha. Mình sẽ sạc thử cho cái phần điện thoại của mình. Nó đang hiển thị là đang sạc nhanh. Đây. Và ở trên cái phần viên pin này thì các bạn sẽ thấy là có một cái bóng đèn xanh để hiển thị là đang ở trạng thái sạc nhanh ha. Ở đây thì mình đang test là sử dụng cái sạc là USB-A thôi. Còn khi mà các bạn sử dụng USB-C thì các bạn có thể là sạc được cho nhiều cái thiết bị hơn, ở chuẩn là Power Delivery là 20W ha. Còn chuẩn WidGet thì nó hỗ trợ là 18W thôi. Đối với những cái thiết bị iPhone, mà từ những cái thiết bị iPhone 7 trở lên thì mình thấy hình như nó hỗ trợ sạc nhanh rồi các bạn. Và đây các bạn, hiện tại thì đang hiển thị là đang sạc nhanh ha. Ngoài việc mà các bạn sử dụng cái viên pin sạc dự phòng Osen E36 này để sạc cho điện thoại, máy tính bảng ha, và các bạn cũng có thể là sạc cho những cái phụ kiện luôn. Về dòng sạc lại cho cái viên pin này thì mình thấy với 12.000 mAh mà các bạn sạc dòng 20W thì cũng khá là nhanh, khoảng 3 tiếng là đầy. Nghĩa là vô tư để các bạn sử dụng ha. Về link để tham khảo viên pin sạc dự phòng này thì mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể là bấm vào tham khảo và đặt mua. Nếu mà các bạn cảm thấy video hay thì nhấn like, share nè, cũng giống như là subscribe kênh của mình.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.